Hello mọi người, lại là Toàn đây. Thì hôm nay tiếp theo cái series mà xem chiếc siêu xe về cái bộ đồ xôi á mọi người. Bộ đồ quả xôi gì đó. Thì hôm nay mình tách được, mở được 6 hộp mọi người. Thì hôm nay mình sẽ lại bóc cho mọi người xem nha. Ok, đi chỗ nào? Đây, ngay chỗ này. Hôm nay mình quyết không về nhà nữa mà mình sẽ đứng ngay tại cái địa điểm này. Ngay cái chỗ này để mình mở cho nó hên nha mọi người. Để mình xem thử nó có thật sự hơn khi mà đứng về đây không nha. Giờ mình thấy nhiều người mở cái chỗ này hơn lắm. Đây mình vô mình coi thử cái xếp sức nữa. Ui xe mua trần tới 1% mọi người. Cái tóc thì 1,5. Cái mũ thì 2 phẩy. Còn cái đồ liền thân nhất quả sồi là 1,5 luôn. À cái giày tới tặng 3 phẩy bị sao. Mấy cái này thì mình không cần, mình đi cần mấy cái kia thôi. Đây, hộp đầu tiên, vô mở liền. Cái gì thấy vậy? Ui. Mới vô mà được cái lòng đen đen á, là thấy không không vui rồi. Thấy không thích rồi. Rồi, đã mình ra đây, mình mở cái tiếp theo nữa, nó ra cái gì nha? Cái gì đây? Cái gì? Ui. Hết luôn mọi người, hết đường nói luôn, quá là đen rồi. Mới vô mở mà đen thế này sao chịu được. Rồi lên cái cây đứng cho nó có thử nó có hết không nha. Rồi làm xong bài nhạc rồi đó, bây giờ mở hết không, hết không, hết không. Ui tím 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 tím. Ui, cái cây phong đỏ. Cũng được mọi người, cái này cũng được. Rồi, để mở hộp nữa nha. Có bài nhạc được cháy cháy rồi, xung xung rồi, để mở thử cái gì. Ui. Hết luôn, hết muốn nói, hết muốn mở luôn. Thôi đi chỗ khác, nhưng cái chỗ này là nó đen lại rồi. Đi chỗ khác thử, coi thử nó có thay độ vận may không. Cái chỗ này thì không được. Thấy tâm linh không nổi rồi. Thôi mình lên trên đây thử. Cao cao thử nó có hên không nha mọi người. Nhảy mà nhảy còn rớt nữa. Lên là lên là lên là lên lên là lên là lên là lên lên nóc nhà là bắt con gà. Rồi làm tí nhạc cho song song rồi, hy vọng nó sẽ mở ra cái bộ đồ nha mọi người. Ui lêu 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 lại đen không biết kiểu gì. Đây lại đổi địa điểm tiếp. Đây thấy xe, thấy xe chạy lên luôn, chạy lên thử không biết bạn này đưa mình đi đâu. Thôi để mình mở luôn cho nó khỏi mất thời gian nha mọi người. Đây mình mở luôn, đưa đâu đưa đi đâu thì đưa đi bạn ơi. Cái gì đây? Ui đồ liền thăng nhóc quẻ xôi. Xin liền mọi người, lên xe bạn nữ chở đi là hên liền. Rồi hôm nay mình cũng đã săn được cái áo rồi mọi người. Cùng đón chờ thêm thử mình có xem full được không nha. Còn clip đến đây cũng nha. Rồi bye bye mọi người nha.